top 6 mặt hàng nên buôn từ Trung Quốc để sinh lời nhanh nhất. Thị trường người Việt đang kinh doanh mặt hàng nội địa Trung Quốc hiện nay vô cùng sôi động. Không khó để bạn bắt gặp những món hàng có xuất xứ từ đất nước này ở khắp các kênh bán như chợ đầu mối, chợ huyện, siêu thị và bán online của nhóm người bán buôn, bán lẻ. Vậy nên buôn hàng gì từ Trung Quốc và đâu là những mặt hàng giúp người kinh doanh sinh lời nhanh nhất? Qua video này, Hoa Nam Logistics sẽ giới thiệu cho mọi người top 6 mặt hàng nên buôn từ Trung Quốc để sinh lời nhanh nhất. Mặt hàng thời trang, quần áo, giày dép, mũ nón. Sức hút của nhóm mặt hàng thời trang như quần áo, mũ nón, giày dép chưa bao giờ hạ nhiệt với các tín đồ đam mê phong cách thích thay đổi, sáng tạo mỗi ngày. Quả thực, đây là một miếng bánh ngon trong tất cả các ngành hàng có xuất xứ từ Trung Quốc mà bạn nên kinh doanh tại thời điểm hiện tại. Bạn có thể dễ dàng order hàng to bao những mẫu quần áo mới nhất. Bạn là người kinh doanh online nên đảm bảo rằng những món hàng mình nhập về đáp ứng thị hiếu và bắt chen nhanh chóng thì khách hàng sẽ không do dự mà rút hầu bao của mình thanh toán ngay lập tức. Đồ ăn vặt. Nguồn hàng thứ hai được giới trẻ Việt Nam ưa chuộng chính là đồ ăn vặt. Không chỉ sinh viên mà người đi làm, nhân viên văn phòng cũng hay có thói quen lê la hè phố để thưởng thức những món ăn như khoai tây chiên, bim bim, xúc xích. Đây là một mặt hàng cực tiềm năng để bạn kinh doanh ở khắp các kênh bán, đặc biệt là các kênh online như TikTok, Facebook, Shopee Food. Bạn nhớ hãy trải nghiệm các đồ ăn này trước để đánh giá cảm nhận rồi sau đó mới chính thức nhập các món ăn chất lượng về phục vụ cho thực khách nhé. Hoa mỹ phẩm. Phần lớn chị em người Việt rất thích sử dụng các món đồ mỹ phẩm nội địa Trung bởi chất lượng khá ổn và giá thành phải chăng hợp túi tiền của hầu hết các chị em. Do đó, bạn có thể nhập một lượng lớn món hàng này để kinh doanh, chỉ trong thời gian ngắn thôi việc thu hồi vốn và mang về nguồn lợi nhuận sẽ là điều vô cùng hiển nhiên và dễ dàng. Đồ decor. Hiện nay, xu hướng trang trí phòng ở đang lên ngôi. Không chỉ những chủ kinh doanh phòng trọ, homestay, mà những khách hàng cá nhân cũng mong muốn decor địa điểm bản thân nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc vất vả. Chính vì thế, nắm bắt xu hướng này, việc bạn nhập những món đồ decor ngay hôm nay sẽ giúp bạn chiếm lĩnh được thị trường. Hơn nữa, số vốn bỏ ra ban đầu cũng khá thấp. Đồ điện tử. Mặt hàng đồ điện tử Trung Quốc cũng được lượng lớn người tiêu dùng Việt Nam quan tâm bởi giá thành rẻ, các tính năng đi kèm cũng không thua bất cứ thương hiệu tên tuổi nào. Chủ yếu khách hàng quan tâm nhiều đến món hàng như ấm đun siêu tốc, tủ lạnh, máy sấy tóc, loa Bluetooth, nồi cơm điện, máy xay sinh tố. Với giá nhập khá thấp và được ưa chuộng thì tương lai khi bạn kinh doanh mặt hàng này, nguồn lợi nhuận thu về chắc hẳn sẽ là một con số bất ngờ. Đồ văn phòng phẩm, quà tặng. Cũng sở hữu ưu điểm giá nhập thấp, mặt hàng đồ văn phòng, quà tặng có nguồn gốc từ Trung Quốc cũng rất xứng đáng để bạn kinh doanh trong thời điểm hiện tại. Nhóm hàng này có nhiều ý tưởng độc đáo, phong phú cả về màu sắc, chủng loại, đáp ứng tối đa thị hiếu của người tiêu dùng nên rất được ưa chuộng. Đây là 6 mặt hàng đang hot hiện nay mà bạn nên nhập từ Trung Quốc về để kinh doanh.